Dopamine hay là hormone hạnh phúc là một chất dẫn truyền thần kinh được tiết ra khi bạn vui vẻ, sung sướng. Dopamine sẽ ra hiệu cho não ghi nhớ những trải nghiệm tốt đẹp này và khuyến khích bạn lặp lại chúng. Trong khi đó, chủ nghĩa khắc kỷ là một trường phái triết học được khai sinh ở Athens vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Sứ mệnh của chủ nghĩa khắc kỷ là rèn luyện tinh thần mỗi người trở nên cứng rắn và bình tĩnh hơn khi đối mặt với những nỗi đau, áp lực trong cuộc sống. Hai khái niệm trên, một về hạnh phúc, một về cách đối mặt với nỗi đau, có liên quan gì đến nhau? Theo tác giả Spider-Man Đức, một người đã thực hành chủ nghĩa khắc kỷ trong một năm thì cả hai đều tuân theo một quy luật. Theo đó, chúng ta có thể ứng dụng các triết lý khắc kỷ để cai nghiện dopamine. Cụ thể ra sao? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết Khắc kỷ và dopamine của tác giả Spider-Man Đức trên Spider-Room nha. Cách dopamine hoạt động. Tôi tin có những câu hỏi mà ai cũng đã một lần đặt ra cho chính mình như: đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi mà không muốn làm việc mà chỉ thoải mái khi nằm ườn trên ghế sofa và xem TV chưa? Tại sao tôi mê lướt TikTok và có thể dành cả ngày lướt TikTok, còn khi làm việc hay học tập chỉ được một chút đã uể oải? Thậm chí với cả các công việc khác nhau thì mức độ hứng thú của tôi cũng thay đổi. Có công việc thì thực hiện bằng tất cả quyết tâm, còn có công việc thì hời hợt. Đó là cơ chế phần thưởng của dopamine. Khi hormone hạnh phúc dopamine trong cơ thể được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ có cảm giác hứng thú, thích thú, hưng phấn, tràn đầy cảm hứng. Ngược lại, mức độ dopamine thấp sẽ làm bạn giảm động lực, giảm nhiệt tình, khả năng tập trung và mất năng lượng. Các hoạt động giải trí và công nghệ hàng ngày đổi mới và phát triển không ngừng, nó khiến tâm trí chúng ta có thể trở nên quá tải và mất cân bằng. Đặc biệt là khi những hoạt động này khiến chúng ta có quá nhiều cảm xúc hưng phấn qua việc được tiếp dopamine liên tục. Dù vậy, việc học tập hay công việc cần thiết cho bạn lại không cung cấp đủ lượng dopamine tương tự. Đây là câu trả lời cho việc chúng ta luôn cảm thấy uể oải và chán nản khi làm việc của mình. Bởi vì khi tiếp xúc với liều dopamine cao, nồng độ của dopamine trong máu của bạn sẽ vượt quá mức bình thường. Ví dụ, mức cơ bản của bạn là 100, thì sau khi trải qua kích thích dopamine trong thời gian dài, mức độ chỉ số này trong cơ thể sẽ tăng lên 200. Lúc này ta phải tìm kiếm kích thích mức độ mạnh hơn, thì cơ thể mới cảm thấy hứng thú. Dopamine tích cực và tiêu cực. Kích thích tích cực là những hoạt động mang ý nghĩa mà trong và sau khi thực hiện chúng bạn cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện. Loại kích thích này thường đem lại mức dopamine bền vững, từ từ, chậm rãi và lâu dài. Ví dụ những việc nhỏ như là rửa chén, quét nhà, nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, thậm chí ngắm bông hoa nhỏ cũng khiến chúng ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Hay khi nhớ lại khoảnh khắc được xem một bài giảng khiến cho bạn tâm đắc, hoặc là gặp một người yêu quý, những điều ấy sẽ khiến cho bạn mỉm cười. Dopamine tích cực sẽ được sản sinh ra khi bạn hoàn thành một công việc ý nghĩa như giúp một người khó khăn, trò chuyện với những người bạn yêu quý, tham gia các hoạt động tình nguyện hay là trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau. Còn dopamine tiêu cực, bạn sẽ chỉ cảm thấy vui hoặc là không trong trải nghiệm kích thích đó và chắc chắn sẽ thấy hối hận và tội lỗi ngay sau đấy. Nó để lại cho bản thân cảm giác chóng vánh, tiếc nuối khi kích thích ấy không còn nữa. Những thứ làm tăng dopamine tiêu cực có thể kể đến như là chất gây nghiện, bia rượu, porn, đồ ăn không lành mạnh, game, mạng xã hội và đường. Cuộc sống mà luôn luôn cần lượng dopamine cao để cảm thấy hạnh phúc chắc chắn là cuộc sống phí phạm. Những điều tốt đẹp và mang lại ý nghĩa bắt nguồn từ đam mê và nỗ lực, chứ không phải là do một kích thích thoáng qua chóng tàn. Tôi tận mắt chứng kiến một người bạn làm dev quần quật từ sáng tới tối với chiếc laptop của mình, nhưng tối về cậu ta vẫn tự nấu ăn, dọn nhà đến 12 giờ và đi ngủ. Ngày nào cũng như vậy, duy trì sự kỷ luật như thế. Điều quan trọng là tôi không bao giờ thấy cậu ta mệt mỏi hay than vãn điều gì, ngược lại còn rất vui vẻ. Nguồn năng lượng đó khiến tôi cảm thấy ganh tị. Hẳn cậu ta đã kiểm soát rất tốt kích thích tích cực mà cơ thể nhận vào và hạn chế tối đa dopamine xấu. Để đưa lượng dopamine cơ bản về bình thường thì tôi có một cách để giúp bạn, đó là cai nghiện dopamine. Dopamine detox. Đầu tiên, đối với nghĩa của từ cai nghiện, bạn phải nhận thức được hành vi nào là xấu, hành vi nào khiến cho bạn hứng thú nhưng mà tiêu tốn thời gian của bạn, không đem lại ý nghĩa gì. Từ đó, hãy hạn chế tối đa thời gian sử dụng chúng, hoặc tốt hơn, loại bỏ hoàn toàn chúng ra khỏi đầu óc của bạn nếu hành vi gây ra kích thích đó không thực sự cần thiết cho công việc và sinh hoạt của bạn. Đây là một vấn đề liên quan đến thói quen, cần sự kỷ luật và luyện tập. Tôi tin chắc rằng kỷ luật không chỉ giúp bạn thực hiện tốt nhiệm vụ dopamine detox mà còn giúp bạn đạt được nhiều thành tựu chính trong công việc đang làm. Trong sách Atomic Habits có chia sẻ giải pháp rèn luyện kỷ luật, đó là tạo ra môi trường khác hẳn cho bạn. Bằng cách chuyển hướng sự chú ý của bản thân sang hoạt động khác hoàn toàn, bạn sẽ điều hướng hành vi để thực hiện những việc có ích hơn. Thứ hai, công việc hay là deadline có thể không mang lại nhiều hứng thú, nhưng niềm vui khi hoàn thành một nhiệm vụ, một bài tập nào đấy sẽ thúc đẩy bạn luôn cố gắng hơn. Đó cũng là cách để duy trì dopamine tích cực và đưa lượng dopamine cơ bản của bạn lên mức cao hơn, như lên 150 thay vì 100 như thông thường. Để làm được như vậy, các bạn sẽ cần luyện tập với nỗ lực bền bỉ. Một vài cách luyện tập có thể kể đến như là thiền, chơi thể thao, ngủ đủ giấc, ăn đủ chất, nghe nhạc, tắm nắng, thực hành khắc kỷ và thực hành lòng biết ơn. Thậm chí ăn nhiều rau củ hơn và ít thịt hơn cũng sẽ khiến cho bạn hạnh phúc. Triết lý về khắc kỷ. Triết lý về khắc kỷ là việc bảo toàn được đức hạnh. Đức hạnh là điều tốt đẹp duy nhất của con người và là con đường dẫn tới hạnh phúc.
ta làm được điều đó bằng cách an tĩnh trong mỗi phút giây, cảm nhận sự bình yên của bản thân. Từ đó, ta có thể soi xét mọi thứ từ nhận thức đến cảm xúc của mình, giữ cho chúng luôn được quân bình, tức là không thái quá, không vui quá và không buồn khổ quá. Về phương diện này, tôi thấy sự tương đồng giữa việc thực hành chánh niệm và thực hành khắc kỷ. Spider Room cũng có video về chủ đề này, đó là sự tương đồng giữa Phật giáo và chủ nghĩa khắc kỷ. Các nhà khắc kỷ luôn cho rằng, bằng cách kiểm soát nhận thức của bản thân, chúng ta có thể tìm thấy sự minh mẫn trong tinh thần, từ đó nhận thức và hành động đúng đắn. Khi chúng ta biết cách sử dụng và phân loại các suy nghĩ ý chí của mình, chúng ta sẽ tìm thấy sự khôn ngoan, ta sẽ biết nên đối mặt thế nào với mọi điều mà cuộc đời đem đến. Và bằng cách khiến bản thân cũng như những người khác trở nên vững chãi hơn qua những quy tắc này, chúng ta có thể nuôi dưỡng sức bật tinh thần, nuôi dưỡng mục đích sống và cả niềm vui sống. Sinh ra trong thế giới cổ đại biến động, chủ nghĩa khắc kỷ nhắm vào bản chất khó đoán của cuộc sống thường nhật. Thế giới hiện đại của chúng ta có vẻ khác hoàn toàn so với thế giới có cổng vòm thành Athens của người Athens Angora, có quảng trường và tòa án của Rome. Nhưng những người theo chủ nghĩa khắc kỷ đã rất nỗ lực để nhắc nhở bản thân rằng những gì họ đối mặt không có gì khác biệt với những gì tổ tiên họ phải đối mặt, và trong tương lai bản chất con người sẽ không thay đổi hoàn toàn. Một ngày giống như tất cả mọi ngày, như những người theo chủ nghĩa khắc kỷ đã nói, và nó vẫn đúng. Điều này đưa con người đến với vị trí hiện tại. Như vậy, các triết gia cổ đại theo chủ nghĩa khắc kỷ đã biết kiểm soát nhận thức và cảm xúc của mình, tránh sự thái quá. Việc tránh những cảm xúc quá độ giúp bạn làm chủ được bản thân thay vì để cảm xúc làm chủ. Tương tự, việc làm chủ nhận thức cũng sẽ giúp bạn hiểu rõ bản chất của sự việc và đưa ra phán đoán, hành động đúng đắn. Bởi lẽ, chính nhận thức của chúng ta về mọi việc đã gây ra phần lớn mọi phiền muộn trong ta, chứ không phải là vì bản chất sự việc. Thực hành khắc kỷ giúp chúng ta an tĩnh trong mỗi phút giây và giữ sự quân bình trong cảm xúc và trong tâm trí, giống như thực hành chánh niệm vậy. Đây chắc chắn là một trong những phương pháp hữu ích cho những ai đang gặp vấn đề về động lực sống hay mục đích sống. Ngoài ra còn có nhiều phương pháp như tôi đã liệt kê ở trên. Thiền cũng là một phương pháp hữu ích như thiền chánh niệm, thiền quan sát hơi thở. Và mỗi phương pháp đều là một phương trời rộng lớn mà mỗi chúng ta cần có sự tìm tòi nghiên cứu riêng. Những phương thức này đã được các triết gia cổ đại, những bậc thánh hiền nghiên cứu bằng thực nghiệm và đời sống của chính họ. Tất cả thu hoạch trong quá khứ đã được thêm vào trong kho tàng của họ. Đó là những kho báu mà họ đã tích lũy và giờ chúng ta là người hưởng thụ. Việc của chúng ta là áp dụng kiến thức đó sao cho phù hợp với thời đại và đời sống cá nhân của bản thân. Nói cách khác, chúng ta cần gom nhặt tất cả các trải nghiệm của các thời đại vào làm một. Và từ đó, suy ngẫm, chỉ có những kẻ vô ơn bạc nghĩa mới không nhận thấy rằng những kiến trúc sư vĩ đại đã để lại các thiết kế đáng giá. Nếu không, khi muốn chạy một chiếc xe, chúng ta lại phải nghiên cứu tạo ra từng con ốc vít, phải xem bánh xe là bằng gỗ hay đồng thau, việc làm ấy sẽ thật là vô nghĩa. Những người đi trước đã biết cách tiết kiệm năng lượng của bản thân bằng cách tập trung vào những việc mà tâm trí họ cho là đúng. Họ không đặt trái tim mình vào quá nhiều thứ. Họ học cách kiểm soát nhận thức của bản thân, đồng thời họ cũng tránh xa những kích thích tiêu cực, tránh khỏi những cám dỗ, những thứ làm nhiễu loạn tâm trí và học cách loại bỏ những năng lượng tiêu cực. Tất cả những điều trên làm đời sống của họ có thêm ý nghĩa, có sự tỉnh thức và bình yên trong tâm hồn. Khi không biết dopamine là gì, họ vẫn sống một cuộc đời đang sống. Đức tính quan trọng nhất trong thực hành khắc kỷ giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc là lòng biết ơn. Khi chúng ta có lòng biết ơn về mọi điều xung quanh mình thì ta sẽ cảm thấy cuộc sống này thật đáng sống. Từ biết ơn chính mình đã luôn cố gắng để gìn giữ cơ thể khỏe mạnh, có một đầu óc tỉnh táo để luôn nỗ lực, đến biết ơn gia đình vì đã luôn là nơi để yên bình nhất, để ta trở về yên giấc sau mọi trăn trở ngoài kia. Sau khi xem xong video, các bạn nghĩ sao về quan điểm của tác giả? Trong thực tế, các bạn có thấy mình đang tiếp nhận dopamine tiêu cực không? Nếu có, thì giải pháp của bạn là gì? Bạn nghĩ ứng dụng của chủ nghĩa khắc kỷ có phải là phương pháp phù hợp không? Hãy chia sẻ trong phần bình luận bên dưới. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và hẹn gặp lại trong lần tới. Peace!